được sinh ra đông đủ thành viên, nhiều thế hệ trong một gia đình, vậy mà nhiều khi cảm thấy thật cô đơn. Không một ai muốn để ý quan tâm đến, dù vui hay buồn, phải chăng tình cảm họ dành cho chỉ là tình trách nhiệm hay là sự vô tâm, tình thân nghĩa tình cao cả trong họ để quên ở đâu? Nhiều lúc họ ngay trước mặt mà sao cảm thấy quá xa lạ, thật buồn tủi, làm gì nên tội mà sao bị thiếu tình thương yêu của họ như vậy, dòng máu đang chảy trong người là huyết thống của họ mà. Không có vết thương nào sâu và đau đớn bằng, khi chính người thân ruột thịt, vô tâm thờ ơ thiếu trách nhiệm một cách phũ phàng như vậy. Trong nhiều năm qua chưa thực có được một ngày cảm thấy vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn, đau thương nối tiếp bất hạnh, bao trùm lên tất cả dìm xuống không thể đứng vững được. Nhiều lần thần chết đến gỡ cửa, nhưng có sức mạnh kỳ diệu nào đó đã xảy ra thúc đẩy nghị lực sống, bể khổ vô tình, thôi mặc kệ cho tạo hóa, tình thân là ở trong tim, không người này thì người khác. Như bạn chẳng hạn hãy cố gắng thích nghi báu víu mà sống, cuộc đời này ý nghĩa lắm, cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của mình, một câu chuyện đời thật 100%. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé và nhấp vào chuông thông báo để nhận thông báo câu chuyện tiếp ạ.